Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, cùng với ngành y tế thành phố, các lương y, cán bộ, hội viên, Hội Đông y Đà Nẵng đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng chống COVID-19. Đây là sơ thuốc đông y được Hội Đông y Đà Nẵng chuẩn bị để hỗ trợ cho Bệnh viện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để bổ sung hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Các sản phẩm được bào chế hết từ dược liệu này sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hiệu quả trong điều trị các bệnh nhân COVID-19 từ thể nhẹ đến các bệnh nhân có triệu chứng nặng. Chúng tôi phối hợp với Hội Đông y của tỉnh Quảng Bình. Thì cái đợt vừa rồi thì các anh cũng hỗ trợ cho cỡ khoảng 1.000 túi cái thuốc để mà điều trị các cái trường hợp F0 mà tức là không có triệu chứng hay là có triệu chứng mức độ nhẹ, mức độ vừa và kể cả dự phòng nữa. Thì tôi nghĩ rằng ví dụ các trường hợp F0 đấy mà chỉ cần 5 loại như thế thôi thì là cũng đã có thể là nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho nói chung là có thể là điều trị khỏi hẳn hoi đấy. Hoặc là nó chống các cái tăng nặng của cái này. Từ khi COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng cho đến nay, Hội Đông y thành phố đã tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch, nhất là kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để điều trị bệnh nhân COVID-19. Từ sản phẩm của các chi hội, Hội Đông y thành phố đã tổ chức 5 đợt hỗ trợ thuốc điều trị cho các bệnh viện với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội cũng đã sát cánh cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch với nhiều đợt hỗ trợ các loại nước sát khuẩn cũng chính cho cán bộ hội viên bào chế từ các vườn dược liệu của hội. Trong các cái đợt 1, đợt 2 đấy thì hội đấy đã có những cái thuốc, trang thiết bị, khẩu trang rồi và nói chung là nhiều thuốc đông y ở các cái đơn vị quân đội, đơn vị công an, trung tâm kiểm soát bệnh tật hay là cấp cứu 115 hay là bệnh viện dã chiến ở trên Hòa Vang. Thực tế, công tác phòng chống COVID-19 đã cho thấy hiệu quả khi kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại, không chỉ trong điều trị bệnh nhân COVID-19 mà còn trong hỗ trợ nâng cao sức khỏe người dân để ứng phó với dịch bệnh. Những đóng góp của Hội Đông y Đà Nẵng cũng đã góp phần cùng thành phố kiểm soát hiệu quả dịch bệnh như hiện nay.